Nếu như ở nơi hoang vắng không bóng người, nhặt được rất nhiều tiền, bạn sẽ làm gì? Báo cảnh sát hay nhặt được của rơi? Trời cho đúc túi, người đàn ông này là một người thật thà, làm thợ sửa tàu 20 năm rồi, gần đây ngành đường sắt đang lao đao. Đồng nghiệp trộm dầu diesel từ tàu hỏa về bán, nhưng ông ta không bao giờ làm thế. Hôm đó, đang làm việc ông nhặt được một tờ tiền. Ông cầm lên, đút túi, thì thầm, bữa trưa có thể thêm một cái đùi gà rồi, đi được mấy bước lại nhặt được một tờ tiền nữa. Phía trước cả một khoảng rộng, ngập tràn là tiền, nhưng ông không hề hưng phấn, mà bình tĩnh cất vào trong ba lô. Đến giờ nghỉ trưa, ông gọi điện thoại báo cảnh sát đến nơi thu thập lại tất cả số tiền. Sau khi trưởng phòng quan hệ công chúng biết được việc này, đánh hơi được đây là tin hot, lập tức cử phóng viên đến phỏng vấn. Ông có do dự chút nào khi báo cảnh sát không? Ông lão lắp bắp nói. Những người xem được đoạn tin tức này đều cười cợt, đem ông ra làm trò đùa. Đài truyền hình quay một đoạn video ngắn về công việc hàng ngày ông làm, bộ trưởng còn muốn khen thưởng. Những đồng nghiệp xấu tính xem được tin này, cố ý vứt tiền xuống đất, muốn ông nhặt lên rồi đi báo cảnh sát. Ông già không thèm để ý đến những người trẻ tuổi, về nhà chăm sóc con thỏ của mình. Đây mới là chuyện quan trọng nhất với ông lúc này. Ông già vốn dĩ là người nghèo rất mồng tơi, lần đầu tiên được ngồi tàu cao tốc đến thủ đô lĩnh thưởng. Lúc xuống tàu ông không cẩn thận làm bẩn quần, chồng của trưởng phòng quan hệ công chúng đến đón ông, đưa đến bộ ngoại giao. Sắp đến thời gian lên sóng, trưởng phòng đành phải sắp xếp một nhân viên đổi quần với ông. Sau đó cầm lấy đồng hồ của ông, nói khi nào kết thúc sẽ đem trả lại. Bộ trưởng giả vờ tặng cho ông một chiếc đồng hồ đắt tiền, sau đó chụp ảnh để có một kết thúc hoàn mỹ hơn. Bộ trưởng hỏi nam chính cái búa ông hay cầm có nặng không. Ông trả lời bộ trưởng đó là cờ lê, không phải búa, nó nặng 6 kg. Bộ trưởng phím để nam chính hỏi mình vài vấn đề, làm cho hiệu quả càng chân thực hơn. Nam chính trực tiếp hỏi bộ trưởng lương đã nợ của tôi bao giờ thì trả, còn nói thêm rất nhiều kẻ trộm dầu của quốc gia, đây là một trong những nguyên nhân khiến ngành đường sắt thua lỗ đấy ông anh. Bộ trưởng chẳng hề quan tâm đến lời nam chính nói, chỉ quan tâm làm sao để ảnh chụp đẹp một chút. Sau khi kết thúc buổi chụp hình, bộ trưởng liền trở mặt chẳng thèm nhìn nam chính. Ông đã hết giá trị rồi nên chẳng ai thèm quan tâm đến ông nữa. Trong buổi tiệc mình, ông cô độc cắm đầu vào ăn. Lúc sau một nhà báo đưa cho ông danh thiếp của mình, muốn phỏng vấn ông. Tiệc kết thúc, đồng nghiệp nam kia đến đòi lại quần của mình, bỏ ông đứng trong nhà vệ sinh. Chẳng có ai nhớ đến mà đưa quần cho ông cả, cả đồng hồ cũng không trả lại cho ông. Nam chính về đến nhà, cuộc sống không có gì thay đổi so với trước đây, không những không tốt lên mà còn gặp phải những rắc rối không đáng. Ông phát hiện cái đồng hồ mà bộ trưởng đưa cho mình đã hỏng rồi. Dù điều chỉnh thế nào cũng chậm hơn 10 phút. Nam chính gọi điện cho trưởng phòng quan hệ công chúng đòi lại đồng hồ. Hôm nay nói ngày mai trả, ngày mai nói ngày kia nói ngày kia, khiến cho ông cảm thấy trong lòng khó chịu. Không còn cách nào khác, ông đành phải gọi điện cho chồng của trưởng phòng quan hệ công chúng, nói muốn lấy lại đồng hồ. Hai người vì chuyện này mà cãi nhau, người chồng nhắc cô trả lại đồ cho nam chính và xin lỗi tử tế. Cô vợ khẳng định mình không lấy đồng hồ của ông ta thì xin lỗi cái gì. Cuối cùng cô chịu thua, gọi cho nam chính nói tuần sau ông tự đến lấy đồng hồ. Một tuần sau, nam chính lại lần nữa ngồi tàu đến thủ đô. Sau khi hỏi chứng minh thư, người này đem đồng hồ trả lại cho ông. Nhưng khi ông mở cái túi, nhận ra đó không phải là đồng hồ của mình, vì đằng sau đồng hồ của ông có bút tích của bố ông. Thực ra, người ở bộ ngoại giao không tìm được đồng hồ, nên đã mua một cái mới có kiểu dáng gần giống. Nhưng ông chỉ muốn lấy lại đồng hồ cũ, đó là kỷ niệm duy nhất mà bố ông lưu lại. Đối với ông mà nói, nó giá trị hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nam chính nói muốn gặp trưởng phòng quan hệ công chúng. Ông già lễ tân từ chối, không có hẹn trước thì không thể vào. Ông chỉ có thể gọi điện thoại cho trưởng phòng, nhưng gọi mấy cuộc cô đều không nghe. Cuối cùng trưởng phòng đành phải khuất phục sự kiên trì của ông, nhưng cô lại khẳng định rằng đó chính là đồng hồ của ông. Tiếp đó uy hiếp nếu không chịu rời đi sẽ gọi bảo vệ đến đuổi. Không còn cách nào khác, ông đành tìm đến nhà báo ở buổi tiệc hôm trước. Ông đem toàn bộ chân tướng kể cho anh ta. Ngày hôm sau, nhà báo đưa nam chính lên hình, còn đưa kịch bản cho ông xem và ghi nhớ trước. Anh ta nói với nam chính ông là anh hùng, ông không nên bị đối xử như thế này. Trên TV ông kể chuyện bộ trưởng đưa cho mình đồng hồ hỏng, nhắc đến việc công nhân đường sắt ăn trộm dầu, bộ ngoại giao không chịu trả lại đồng hồ, còn bản thân đã hơn 3 tháng chưa được trả lương rồi. Trưởng phòng quan hệ công chúng xem được tin này, lập tức gọi điện đến đài truyền hình, nhắc nhà báo nên biết thân phận, nếu không những đoạn tin vừa phát sóng sẽ là chứng cứ, để kiện anh ra tòa vì tội phỉ báng. Sau khi giải quyết xong nhà báo, cô cho người đến nơi ở của nam chính thu thập chứng cứ, ngụy tạo bằng chứng giả rằng ông nhận tiền hối lộ để đặt điều phỉ báng bộ trưởng. Nam chính bị bắt lại, nếu như ông không công khai xin lỗi bộ trưởng thì nửa đời sau chỉ có thể ăn cơm tù thôi. Nam chính không phục, rõ ràng mình chỉ nói sự thật, tại sao cuối cùng lại thành tội phạm phỉ báng, nhưng nếu mình ở đây sẽ không ai chăm sóc con thỏ. Cuối cùng chấp nhận thỏa hiệp, nam chính mượn tạm áo của người quay phim, như cái máy mà đọc theo thư xin lỗi đã được soạn sẵn. Một người thành thật không tranh giành với đời, chỉ vì tìm lại đồng hồ của mình cuối cùng trở thành kẻ thù của cả nước. Trên đường về nhà, nam chính bị những người công nhân trộm dầu bắt lại. Ông bị đưa lên xe,
đến một nơi rộng rãi hơn để tiện tra tấn. Sau tất cả, ông vẫn không tìm lại được đồng hồ của mình. Mấy ngày sau, trưởng phòng quan hệ công chúng đọc được một bài báo phát hiện xác của một công nhân sửa tàu. Cô lo lắng nam chính vì không chịu được áp lực dư luận đã lựa chọn tự sát. Cô vội vàng lục tung văn phòng lên để tìm đồng hồ, nhưng kết quả vẫn không thấy. Tối đó cô uống say, ngủ quên trên xe. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ngoài ý muốn phát hiện một chiếc đồng hồ lạ, mặt sau còn khắc chữ. Bởi vì chiếc đồng hồ này mà nam chính phải chịu vu cáo, suýt chút nữa vào tù, lại còn bị đồng nghiệp hành hạ. Những việc này mấy ai chấp nhận được. Cũng may lúc sau cấp dưới gọi điện cho trưởng phòng, nói công nhân tự sát không phải nam chính. Cô thở ra một hơi, chủ động đến nhà tìm ông. Cô gõ cửa rất lâu, ông mới chậm chậm bước ra, khuôn mặt bị đồng nghiệp đánh đến biến dạng. Trưởng phòng đưa trả lại đồng hồ cho ông, mà chẳng hề có lấy một lời xin lỗi. Nam chính cuối cùng không chịu nổi nữa, cầm cái búa lên. Người chồng đậu xe ở chỗ không xa, nghe thấy âm thanh gì đó. Câu chuyện mặc dù đến đây là kết thúc, nhưng tôi tin rằng, cuối cùng, nam chính sẽ không làm ra chuyện gì cả. Bởi vì suy cho cùng ông vốn dĩ vẫn là một người lương thiện, sẽ tha cho bà trưởng phòng cao ngạo, rồi lại tiếp tục quay về với công việc hàng ngày, quay về cuộc sống vốn có trước đây. Những người thấp cổ bé họng không có quyền lực, ngoài việc chăm chỉ chịu đựng để sống qua ngày, thì không còn cách nào khác. Vì suy cho cùng, họ không có sức mạnh để phản kháng lại những người ở trên cao kia.